Rồi, hello, hello, Dì Tố chào mấy bạn nha. Đây, Dì Tố sẽ quay một cái mà anh Tân đang là khui cái thùng hàng này nha. Bữa nay tại vì chị Tố ở trong đây nên á hả? Dạ không. Bữa nay là tại vì Tố ở trong đây nên á hả, hàng đóng vô đó hết rồi. Bữa nay đóng chỉ tạm một thùng ha, chứ còn bình thường nhiều khi shop về 3-4 thùng, 5-6 thùng là bình thường nha bạn. Còn như nãy Dì Tố nói, hàng nội thất về 5-60 thùng là bình thường, một tuần về 2 lần hàng nội thất. Còn hàng sen đá có khi là về 7 ngày đúng không, về 5 ngày ha. Nhà lúc nào bạn ra buổi sáng hay là cũng có hàng rất là mới nha bạn, lựa hầu như là mỗi ngày luôn á. Không có hàng nội thất thì cũng có hàng xương rồng, không có hàng xương rồng, xương rồng thì sen đá ha. Nói chung là rồi chậu rồi phụ kiện rồi này nọ rất là đầy đủ luôn. Đây ha, anh này anh Tân là đang khui cái thùng hàng này nè. Thì trong cái thùng hàng này là sen đá nhỏ nữa bạn, hoàn toàn là 15.000 một cây, 15.000 một cây ha. Thì hả, bây giờ vườn Dì Tố bán hai đồng giá sen nhỏ là cứ 15.000 một cây nè. Các bạn coi một cái rổ sen kim cương trắng, trời nhìn là muốn xỉu luôn đó. 15.000 một cây, các bạn đến nhanh nha, tại vì hàng này bán rất là nhanh luôn á. Nhiều khi bạn trăm cây hả là bán có 1-2 ngày là hết rồi. Rồi đây anh này anh đang lựa cái khô cho này còn nhiều bán thôi. Như này thùng này là 15.000 nè bạn. Nếu bạn nào mà thích á, lựa cây á, đến buổi sáng ha. Buổi sáng khoảng 9 đến 10 giờ là khui hàng ra, mấy bạn được lựa được liền luôn. Còn bạn nào mà xiên nữa đó, đến khui hàng phụ á, thì được lựa luôn từ trong thùng ha. Nhưng mà chị Tú lưu ý nha, lựa khui hàng đàng hoàng cho chị nha, khui nhẹ nhàng giùm chị nha. Bạn nào mà khui mà dục chạc là móc chị đổi luôn á, không cho mua luôn ha. Khui đàng hoàng tử tế thì được khui hàng trong thùng ra luôn, chui ra cây nào đẹp á ưng lấy luôn đó. Anh Tân đang khui hàng cho các bạn đây, khui nhanh lên anh ơi, nhanh tay lên anh ơi, đè lên. Toàn là kim cương trắng, rất là bự luôn các bạn. Trời, đại diện một cái cây sen 15.000 ở bên vườn Dì Tú, trời nhìn muốn xỉu luôn. Lúc trước cái này bán 60.000 nha mấy bạn, rồi sau đó là xuống một cái ào 15.000 luôn, rất là sốc luôn. Các bạn cứ đến mua đi ha. Tại vì hiện tại, tại biết sao mà có giá tốt như vậy không? Tại vì cái vườn của chị Tú và những cái vườn mà hợp tác với chị Tú là đang đến dạo thu hoạch. Tức là hồi xưa giờ mấy năm nay là người ta nhân giống nè, người ta hả, mấy năm nay là người ta nhân giống rồi ha, người ta ủ giống rồi này nọ, thì đang tới dạo thu hoạch đó bạn. Thu hoạch rất là nhiều và rất là đều luôn, nên á vườn Dì Tố á sẽ bán cho bạn một cái giá hợp lý nhất để mà bạn mua được á hả, trồng được á hả, những cây mà mình thích ha. Đó, các vườn làm Dì Tố đang là tới độ thu hoạch ha. Cô hứa hẹn là cuối năm nay sẽ còn nhiều giống hot hơn nữa, chứ không phải đơn giản những cái giống như vậy đâu ha. Đây đang ảnh đang vui tới cái pha lê tím, cây rất là chuẩn đẹp luôn các bạn. Thì vườn vậy đang cố gắng là sẽ làm cái sen đó, hả, đạt chất lượng nha các bạn, vừa đạt chất lượng mà giá là vừa tốt nữa ha. Cây á, mà càng đủ nắng nè, cây mà càng cứng cáo khi mấy bạn về á, sẽ cây nó sẽ giữ được màu sắc và đẹp hơn lâu hơn ha. Và khi mấy bạn thuần dưỡng á, cây nó cũng khỏe hơn, dễ thuần hơn ha. Đó là tiêu chí mà vườn Dì Tố đang hướng đến á. Rồi vậy nha, bạn có nhu cầu lấy sỉ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Zalo số của anh Tân ha, 0932987294. Còn nếu có nhu cầu lấy sỉ tại Đà Lạt á, ship từ Đà Lạt đi các tỉnh thành thành phố Hồ Chí Minh á, theo xe khách á, thì Zalo số Dì Tú ha, 0794815459 nha. Rồi bye bye bạn nha. Bữa nay hay là chờ, ủa bữa nay là nhiều thứ mấy, à chủ nhật, đến mua cây đi các bạn ơi. Rồi cảm ơn các bạn, bye bye.